Có cái rổ chè sàn sàn đãi đãi là được bữa ngon. Này của Út ra xong mòn nghiêu nghiêng. Chỗ Út đang đứng đây là cái cửa sông nối ra biển. Chiều chiều đi ngang thấy mấy cô chú cầm rổ đi mò. Ban đầu Út cứ tưởng đâu là súp hến, ai dè là mò mấy con nghiêu này nè. Thấy mê quá Út cũng nhảy xuống mò thử. Không có chuẩn bị nón nải đồ nghề gì, bay xuống bắt đại mà cũng dính được quá chừng. Cứ dùng tay đào xuống cát là bắt được một con. Chỗ nào nhiều có cả bầy mình tha hồ lụm. Cái vỏ đen đen nhỏ nhỏ vậy chứ thịt ăn ngọt và mát dữ lắm. Út mò nhiều đang về làm bánh canh với làm nghiêu súp. Được mấy rổ chừng đủ ăn, Út lên bờ đi về. Mà đem về là chưa ăn liền được đâu, phải ngâm qua một đêm cho nó nhả hết cát. Sạch rồi thì Út bắt nồi nước bự luộc lấy thịt. Canh nước gần sôi mình cho vô là nó hả miệng liền. Vớt ra Út tách thịt được cả tô luôn. Nước luộc thì để lắng, lấy phần nước trong để nấu bánh canh. Út thả thêm cà rốt, nấm rơm cho ngọt nước. Nghèo thì đem xào thơm với dầu màu điều để bánh canh hấp dẫn và thơm hơn. Nêm gia vị cho vừa, Út cho vô nồi nước. Bữa này không nấu bánh canh sợi mà Út nấu bằng bánh phồng tôm Taco Ba của bạn Tả Công Bằng cho ngon. Bánh phồng được làm thủ công, không chất bảo quản, nhiều tôm nên vừa thơm vừa có màu cam tự nhiên hấp dẫn. Nấu một hồi, nước bánh canh của mình tự sệt lại. Nghèo mát ngọt, bánh phồng dai đậm vị, ăn kèm với mớ rau đắng nữa là bao ngon luôn. Út lấy chừng chén nghêu, đập trứng vô, thêm chút xíu bột chiên giòn. Món này béo béo giòn giòn, cuốn rào chấm mắm là dính lắm. Chiên cho vàng, Út cắt miếng vừa ăn. Mớ nghêu còn lại thì xào lên đặng xúc bánh phồng. Xào cho thấm vị, Út chiên dĩa bánh phồng Taco Ba. Út khoái ăn bánh phồng này vì nó không chỉ ngon mà còn ý nghĩa. Một phần lợi nhuận sẽ được trích để giúp đỡ các cụ già neo đơn và các em nhỏ mồ côi. Quá trình làm bánh cũng tạo công ăn việc làm cho bà con nữa. Út múc bánh canh ra nồi đất. Trời mưa có tô bánh canh nóng hổi ngon gì đâu. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Sáng sáng mà có nồi xíu mại siêu to với chảo bò né vậy còn gì bằng. Bữa nay cùng Út làm xíu mại bánh mì chảo tại nhà nghen. Ở nhà Út là trong đồng luôn, không có bán mấy món ăn kiểu này. Này mới mua được mấy cái chảo nhỏ nhỏ xinh xinh nên bắt tay làm đãi cả nhà. Đầu tiên làm mấy viên thịt xíu mại, củ sáng Út bầm nhuyễn rồi vắt khô nước. Út khoái mấy viên chả dài ngọt nên có bầm thêm tôm với giò sống. Chuẩn bị xong hết, cho gia vị vô chậu trộn đều rồi vo viên chầu vừa ăn. Được hai mâm xíu mại rồi, thêm hấp chín rồi đi nấu sốt. Phần nước sốt Út bằm cà chua nhuyễn đem phi thơm. Mình lựa mấy trái cà chua chín mùi màu xế đỏ đẹp. Nấu cho sốt sánh lại, thêm mấy viên xíu mại vô là xong. Món này chín sẵn nên chỉ cần nấu chút xíu cho thấm sốt là được. Còn phần bò Út cắt mỏng, ướp với chiên su sa tế tôm ớt xả tươi. Chà sa tế này vị cay tê, ướp thịt bò dậy mùi thơm của ớt xào với nón tôm, có dầu màu điều nhìn thịt hấp dẫn lắm. Có thịt có xíu mại rồi, Út cắt khoai tây đem chiên với nướng ăn kèm. Món khoai tây nướng Út cắt muối cao, thêm xíu muối tiêu rồi cho vô lò nướng là xong. Món chiên để dọn lâu thì luộc qua nước sôi. Khoai vừa chín Út lắc với xíu bột rồi chiên trên lửa lớn. Thành phẩm là mấy cọng khoai tây vàng giòn. Có đủ món ăn và Út bắt mấy cái chảo lên bếp. Cho bơ, bọ, trứng xíu mại, chả rồi khoai tây vô. Còi một chảo full topping nhìn ngon lành gì đâu. Thịt bò cay cay, xíu mại với trứng béo ngậy, ăn trên chảo nóng là đúng bài. Chuẩn bị một dĩa salad, thêm một chén tương ớt chiên su đỏ cho cháo. Út thì một chén chiên su sriracha. Loại này được làm bằng ớt chỉ thiên, nướng trên than củi rồi ủ lên men 12 tháng. Nhà có mấy người mà chia hai hệ tương ớt tại mỗi người một gu. Xíu mại vừa ăn không? Dạ. Gì không? Nó có tôm với con bở thêm giò sống nữa anh già. Cô Hương nấu này để em cứ. Cơm sườn bì chả chay mọi người đã từng thử chưa? Bữa nay cùng Út làm dĩa cơm tấm đặc biệt nghe.
Cứ tới ngày là nhà Út cũng hay ăn chay, mà ăn đơn giản lắm, lần nào cũng đậu hũ làm tới. Bữa nay Út đổi gió là món chay đặc biệt cho cả nhà. Đầu tiên là món chả hấp. Để chả dai, Út ép đậu hũ qua rây cho thiệt mịn, rồi bằm nấm mèo, cà rốt. Bằm thiệt nhuyễn thì miếng chả hấp của mình nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Có đủ nguyên liệu, Út đem nấm mèo, cà rốt vô xào sơ với gia vị. Xào như vậy thì món hấp của mình sẽ thấm vị và thơm hơn. Giờ Út đem trộn đều lên. Món chả hấp này béo mềm, có mấy cọng nấm mèo giòn giòn, ăn ngon lắm luôn. Trộn đều rồi mình cho vô tô hấp. Út có quét lên tô dầu màu đều để chả đỡ bị dính và đẹp mắt hơn. Tới món bì thì trụng miếng. Trụng nhanh để miếng vừa chín mà không quá mềm. Vừa vớt ra mình cho liền vô nước lạnh, để ráo trộn thính vô là xong. Có chả có bì rồi đi ướp sườn. Mấy miếng sườn chay Út ngâm cho mềm, vắt khô nước rồi ướp với tương ớt chisu và gia vị. Tương ớt thơm cay dùng thay ớt trái. Hay ăn tương ớt nên lúc nào nhà cũng thủ sẵn chai 2kg xài cho tiện. Món hấp nãy giờ cũng chín, Út cho lên mặt lớp bột năng pha với dầu màu điều nữa là nhìn hấp dẫn dữ lắm. Rồi Út bắt chảo rim sườn, phi hành xả cho sườn chay, thêm xíu nước dừa nữa cho ngon. Cứ khi hồi nào miếng sườn thấm hết gia vị là được. Món này vị cay, mặn mặn ngọt ngọt, ăn với cơm là đúng bài. Nước mắm chay thì Út vắt nước khóm đem nấu cho ngọt, thêm muối, đường thốt nốt, nước tương và tương ớt Ritacha. Loại này được làm từ ớt chỉ thiên nướng trên than củi, ủ lên men 12 tháng nên cay chua kích thích vị giác. Chả hấp chín để nguội nó dài gì đâu luôn, Út lấy ra mâm, với sườn bì nữa là đủ tấp binh cho cơm tắm rồi. Sườn rim cay cay, chả hấp mềm béo, bì giòn giòn, kết hợp với nước mắm khóm thì nó ngon gì đâu. Bữa nào ăn chay mọi người nhớ thử nấu món này nghe. Chả chay con làm từ đậu hũ. Cái khóm là con để nấu nước mắm chay với sữa. Cái sườn rim nước dừa ngon lắm. Thấy cây bụi khoai môn tốt quá, Út tính đi đào về nấu ăn, mà cái kết phải đi chợ quê mua thêm. Mọi người cùng đi giúp nghe. Cái bụi này Út me mấy bữa nay, tính đào vô làm chả giò với gỏi khoai môn. Mà sao đào quanh cả bụi mà chưa thấy củ nào. Mấy cái củ nó đi đâu sạch trơn, còn sót lại cái gốc khoai không à. Thấy lá tốt bự đùng, Út cứ nghĩ là nhiều củ dữ lắm. Chuẩn bị đồ nghề, cuốc thúng đồ dữ lắm, mà mót dài dòng, được có mớ củ nhỏ xíu. Út xách về rồi chạy ra chợ kiếm mua mới đủ ăn. Ghé sạp rau mua món khoai, Út đi dài dòng mua thêm thịt với nửa con vịt về nấu. Chợ quê này cũng gần nhà, lâu lâu đi chợ kiếm cá đồng lốt hay chạy ra đây nè. Đi chợ về, gọt vỏ mớ khoai mua với mấy củ khoai đào được. Món gọt này tâm linh dữ lắm nè. Lúc nhỏ thấy người lớn gọt, Út chạy lại hỏi có ngứa không. Lần nào cũng bị mẹ la, biểu không nói là không ngứa, còn nói là ngứa dữ lắm. Gọt sạch, Út đem vô bào mỏng để cuốn thịt xay thay cho cái bánh rế. Cuốn chả bằng khoai môn, lớp ngoài nó sẽ giòn tan béo bùi, ăn ngon dữ lắm. Cuốn được dĩa, Út bằm khoai môn để ngồi làm gỏi, rồi bắt chảo lên chiên. Mình chiên y như chả giò bình thường vậy là được. Xong món chả, Út thua da nửa con vịt tặng nấu môn ăn. Thua cho da vịt vàng chảy bớt mỡ và thơm lừng. Thì Út dùng lá xả chà sạch chỗ khét, mình bắt đầu chặt miếng nhỏ đi đem xào. Vịt nấu môn mềm thấm vị, phần da cháy mỡ thơm lừng ngon dữ lắm. Nấu cho vịt thiệt thấm mềm, Út mới cho môn vô xào. Giờ tới món gỏi khoai môn. Để mớ khoai môn bằm vô cái giá tạo hình tổ chim. Một hồi mình để gỏi vô cho đẹp mắt. Chiên xong, Út trộn bò với rau thơm và nước mắm nam ngư ớt tỏi Lý Sơn. Từ cái hồi có mấy chai này, Út nấu ăn nhanh hơn, tại lượt bớt được cái khúc băm tỏi ớt và nước chấm đủ loại. Mắm này 100% tỏi từ Lý Sơn, thơm ngon vừa vị, để chấm trộn gì cũng được. Út múc vịt nấu chào, thèm ngò cho thơm. Rót chén ớt gừng Kỳ Sơn, gừng đặc sản của Nghệ An để chấm vịt. Thêm chén ớt tỏi Lý Sơn để chấm chả giò nữa là xong. Giờ thì mời mọi người cùng ăn với nhà Út nha. Mềm không?
mềm hả? Tuyệt vời. Cái gỏi tổ chim á. Con mong những cái này nó mềm. Sáng á. Muốn tuổi này nó dài hơn. Món gà đốt ô thâm giòn ngon thơm lừng là đặc sản nổi tiếng của An Giang. Bữa nay cùng thử làm vuốt nghe. Da nó giòn đó. Đặc trưng của món này là lá chúc, loại lá giống như lá chanh mà thơm dữ lắm. Chỗ Út không có nên dùng tạm lá chanh, cắt thêm ít lá xả nữa. Ướp sờ với ớt bột ngũ vị hương, muối rồi đợi gà thấm. Út bắt nồi hấp sôi làm xôi chiên ăn chung với gà. Xôi chín thì lấy ra nhồi với đường và dầu ăn cho thiệt dẻo, để lúc chiên sẽ được phồng hơn. Hỏng chiên mình gói lá chuối lại đem nướng cũng ngon dữ lắm. Út nặn xôi thành hình tròn vừa ăn là được. Ai ưng ít giòn thì mình nặn dày một chút nghe. Đợi xôi vàng trở bề gấp ra dĩa, lát chấm tương ớt là ăn ngon dữ lắm. Tới món gà Út lóc thiệt nhiều xả dưới nồi, thêm tỏi cắt lát. Bữa giờ hễ làm món chiên là Út xài dầu mezengon. Út nấu bếp củi nhiều khi hỏng canh lửa được như ý, mà xài mezengon chưa bị khét lần nào. Chụm lửa lớn cũng không lo, món ăn thì giòn ngon khó cưỡng. Muốn chiên ngon thì thử dùng dầu mezengon giống Út nghiêng. Món này nói đốt chứ thiệt ra là chiên. Hơi nóng của dầu lên làm gà vàng, thơm lừng mùi chanh xả. Thịt gà thì dai giòn, vị vừa ăn. Chấm kèm với xôi và dưa chua ăn ngon lắm luôn. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghiêng. Cái gà con da bây giờ gà này nó cũng giòn. Cái món này ở dưới An Giang thì kêu là gà đốt ô thum. Là chứ? Gà đốt ô thum á, mà họ làm bằng lá chuốt. Da nó giòn á. Bình thường ăn chôm chôm toàn bỏ hột, mà mứt chôm chôm có hột ăn béo bùi ngon dữ lắm. Bữa nay cùng Út làm mứt chôm chôm và bánh thuẫn ăn Tết nghe. Cứ Tết tới là nhà phải có bánh mứt để đãi khách. Món nào cũng đậm vị ngọt để đón năm mới ngọt ngào hơn. Mứt chôm chôm này cái hồi đi Cần Thơ chơi, Út được ăn nó ngon dẻo gì đâu luôn. Này thấy chôm chôm Út rình về là mẻ mứt liền. Tách lấy phần ruột, Út trộn với đường tinh luyện Biên Hòa Pure phiên bản cành mai. 1 kg chôm chôm thì cho chừng 100g đường là vừa, rồi bắt lên bếp sên. Lúc đợi chôm chôm chín, Út cắt khóm với tắc để thêm vô mứt, sẽ tạo được vị chua và mùi thơm cho món mứt. Bằm nhỏ khóm, Út vắt thêm chừng chục trái tắc rồi bắt lên chảo sên chung. Hồi nào thấy chôm chôm đậm màu như vậy là được nè. Út tắt lửa đem mứt ra phơi cho ráo. Giờ Út đi chuẩn bị làm bánh thuẫn. Đánh trứng với đường Biên Hòa, đường này lâu đời, tinh khiết từ mía hỏng miếng đỡ ren. Cứ vừa đánh vừa thêm đường, hồi nào trứng bông trắng là được. Bữa trước Út làm bánh bông lan, thấy mọi người vô kêu là bánh thuẫn. Hai loại này giống nhau từ khuôn, cách làm mà khác ở chỗ bột. Bánh thuẫn làm bằng bột củ dông hay bột bình tinh. Bột đặc, chắc bánh cũng cứng và bảo quản được lâu hơn. Tỷ lệ đường trong bánh thuẫn nhiều hơn, nên vị bánh ngọt đậm, lúc nướng đậm màu và dậy to. Nhìn sơ ngang thì hai cái bánh này y đúc nhau à. Có lúc ăn thử mới thấy được sự khác biệt. Bên ngoài bánh thuẫn giòn, cắn vào miệng là bánh tan ra luôn, ăn ngon dữ lắm. Làm đầy mâm bánh, Út vô pha 2 ly nước chôm chôm. Mứt chôm chôm lên màu nâu đỏ. Út chỉ thêm đường chứ không cho màu gì trơn, mà nhìn ngon chưa nè. Phần thịt mứt dẻo, còn hột thì giòn bùi, ăn ngon dính dữ lắm nghen. Giờ thì mời mọi người cùng ăn mứt và bánh thuẫn với nhà Út nghen. Cái hột nó cũng chín rồi. Mà cái hột nó mùi mùi béo béo nha, nó đâu qua đắng rồi. Hai hái gì sẽ cắt luôn. Đây mình dùng trứng gà ta. Dạ, nhà cũng dịch. Không dùng trứng dịch. Không có hột quá.